đã lâu muốn bắt cái nhịp cầu, nhờ người mai mối rước em về làm dâu. Ý em tính sao, ý em thế nào, chỉ cần đồng ý hai gia đình mình sẽ gặp nhau. Cảm ơn bà Nguyễn ông Tơ đã xe duyên cho hai đứa mình. Tình mình là tình phú thế, mãi một lòng mũi mặn rừng cay. Cảm ơn mẹ cha hai bên đã cho chúng con thành đôi. Anh ơi duyên nợ đôi ta đã chín mùi thì mình cưới thôi. Rộn ràng đám cưới vui thiệt là vui, hai nhà kết thân nay đã thành xuôi. Chú rể cô dâu trai tài gái sắc, họ hàng hai bên chúc phúc cho tình ta. Nào một hai ba nâng ly ta cùng vô, đám cưới vui đâu có ai la rầy. Chúc xuôi và mãi luôn thuận hòa, đón Tết sum vầy có thêm thành viên mới. Xung vầy có thêm thành viên mới. Em ơi anh thôi.
Xin bắt tay làm quen cái đi. Dạ. Giờ thôi. Kính thưa quý ông, theo thỏa thuận giữa hai gia đình, thì hôm nay ngày 11 của tháng Chạp năm Quý Mão, họ nhà trai xin phép trình cái lễ nhập gia để làm đám nối cho đôi trẻ. Xin ý kiến của họ nhà gái. Mới xuân về nhà mình thêm đứa con dâu, bao năm mồ môi má chờ con nói một câu, từ lâu má đợi má trông lòng mong của má con dâu cho vui. Sau đêm ngày má đợi từ lâu, nhà mình năm nay Tết đến má vui trong lòng có được con dâu tuyệt vời. Xuân nay vui thay cả ngày bên dâu hiền, mùa xuân vui lắm má nguyện ngày
em ngày má đợi từ lâu. Nhà mình năm nay Tết đến má vui trong lòng, có được con dâu tuyệt vời. Má ơi xuân này đủ đầy dâu rí cháu cô. Ông đại diện và quý họ nhà gái, hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm 2024, nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Quý Mão. Theo thỏa thuận giữa hai gia đình thì hôm nay họ nhà trai tiến hành làm lễ nối cho con là Tấn Khôi sánh duyên cùng Ngọc Trâm. Phần lễ hôm nay họ nhà trai có mang theo hai khai, một là cái khai từ đường trước là để cúng tổ tiên, hai là khai diệt để tiến hành trình lễ trong quá trình thực thi lễ ở tại nhà gái. Và trong đó có 6 mâm, mâm chầu cao, rồi bánh, trà, rượu để thực hiện cái nghi lễ. Và trước nhất là cúng tổ tiên, sau đó hai họ dùng lấy thảo, xin quý họ nhà gái dặn cho. Quý họ nhà gái, họ nhà trai tiếp tục phần lễ. Vừa rồi thì chúng tôi đã thực hiện xong phần nghi lễ khai mâm. Tiếp theo là đến phần lễ thượng đăng bái đường. Xin phép hỏi họ nhà gái là chàng rể lại hay sao? Rồi, cảm ơn. Vậy là con quay vào trong con xá, bốn xá. 2, 3, 4. Con quay ra ngoài, con xá bên phải, hai xá. Bên phải. Sau đây đó thì sẽ thực hiện cái nghi lễ lên đèn. Chúng tôi cũng xin ý kiến của họ nhà gái coi cái phần lên đèn này là bên trai hay bên gái hay là cho chàng rể. Cũng xin ý kiến quý ông quý bà. Hai đứa đó lên một lượt nha. Dạ thì cũng xin phép quý ông là cho con dâu ra luôn để nó thực hiện cái nghi lễ. Phần lên đèn theo như quỹ thác của họ nhà gái thì chàng rể sẽ thực hiện cái nghi lễ là lên đèn khi mà cầm cho cháy hai cái tiên đèn, và chàng rể sẽ đưa cái chân. Rồi con quay ra con thấy họ. Thấy bên phải hai trái. 1 2 3
Rồi rồi để lên, để lên. Trời ơi. Để một chiếc rồi. Rồi con xuống đi, xuống từ từ. Bây giờ tiếp theo thì tới phần bái đường và ra mắt hai họ. Báo cáo với quý vị đó thì trong cái phần lễ bái đường thì ta đã thực hiện đồng hành với cái lên đèn. Thì bây giờ tới cái phần ra mắt hai họ đó, thì trước nhất là cái phần ra mắt của họ nhà gái. Xin kính mời ông đại diện đó là sẽ giới thiệu để cho chàng rể nó làm quen. Xin trân trọng giới thiệu. Và kính mời ông đại diện. Và bên họ nhà trai trước, rồi bên đây làm lễ ông bà thì sao cũng được. Tại vì không đi xa thôi. Tiếng của họ nhà gái thì trước nhất là họ nhà trai sẽ làm cái thủ tục là giới thiệu những cái thành phần chính của cháu Tuấn Khôi có mặt ở trong cái buổi lễ đăng khoa hôm nay. Thì cũng báo cáo với quý vị đó là họ nhà trai thì có rất nhiều thân quyến, bà con, bạn bè xa gần. Nhưng trong buổi lễ này thì chúng tôi chỉ có mời những người mang tính chất đại diện nhất để đến dự cái tiệc lễ này. Thì trước nhất chúng tôi xin trân trọng kính mời nội ngoại của cháu Khôi và anh chị của nội ngoại cháu Khôi sẽ đến phía trước uống miếng rượu cho cháu. Ở đây thì có ông nội, bà nội, rồi bà ngoại, rồi bà Tư. Bà Tư đây là chị của ông ngoại. Tôi cũng xin phép với quý vị như thế này. Trong cái cuộc vui này thì họ nhà trai cũng qua có nhiều bà con, người bạn bè chiến hữu gần xa, thì cũng muốn có những cái phần quà nho nhỏ để tặng cho cô dâu nhân cái ngày lễ trọng đại này. Thì chúng tôi xin trân trọng kính mời quý ông quý. Thì trong cái ngày lễ trọng đại này thì họ nhà trai có cho cô dâu đó là một đôi bông tai bằng kim cương, và có cái trước nhất thì bông tai trước, rồi sau đó một số vòng vàng nữ trang chúng tôi sẽ trình sau. Thì trước nhất là sẽ làm cái lễ trao quà cho cô dâu, và 22 chỉ vàng, trong đó có 20 chỉ vàng 4 số 9 và 2 chỉ vàng 18 để tặng cô dâu nhân cái ngày lễ hôm nay. Thì xin mời mẹ của chú rể sẽ thực hiện cái nghi thức này. Cũng báo luôn cho quý vị là họ nhà trai có hỗ trợ cho nhà gái đó là 50 triệu đồng để tổ chức tiệc cưới và 20 triệu đồng cho cô dâu trang điểm ngày cưới. Cũng xin quý vị nhận cho. Ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu. Thank you.
tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên du ta trong tình. Chào hoa, chào quà và nữ trang cho cô dâu đã xong. Sau đây đến phần ra mắt, phần tặng quà của quý họ nhà gái, quý nhà trai có mặt trong họ nhà gái hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý ông thực hiện nghi lễ trước, quý ông quý bà thực hiện nghi lễ trước, rồi sau đó tới cô bác. Ở đây là bà Tư của chú rể, rồi tặng quà gì đó. Tư có bà thơ để tặng quà cho hai cháu. Rồi rồi. Chúc hai cháu mạnh phúc trăm năm. Cho bà uống đi. Rồi vậy đó nhà con nghe nội ơi. Bà Tư cho cái gì đây? Ủa bà ngoại cho cái gì? Mình đeo lên cho cô dâu được không? Ngoại đeo. Ngoại rất tưởng đeo con. Rồi chuyển ly rượu đi, kính thưa quý vị, nhân cái ngày vui hôm nay thì bà ngoại của cháu Khôi tặng cho cô dâu 5 chỉ vàng. Nhiều cho cháu nội cây. Kính thưa quý vị, phần ông nội bà nội đó có tặng cho cháu một cây vàng. Xin kính mời bà nội trực tiếp đeo cho cháu dâu đi. Bây giờ cô dâu bưng ly rượu này nè, mời bà nội. Rồi Khôi thì mời ông nội. Rồi xin cảm ơn ông nội bà nội. Sau đây xin kính mời quý ông bà mà còn gia dế là ông bà của cháu Khôi đó, có quà gì đó thì lên tặng cho cháu Khôi. Đúng rồi đi. Qua bển thì tôi bên đây đứng bên đây. Bốn. Người rồi rồi được rồi nè. Rồi tặng cho con nha. Rồi rồi uống đi. Nước uống này miếng mà rồi rượu này ngon cực kỳ nha. Rượu ngon ngay à. Rồi xin kính mời quý ông quý bà tiếp tục. Là 4 người, 6 người gì cũng được, vô chẳng thôi. Cái phần ông bà. Alo, xin kính mời quý vị là giai cấp bạn trai đó, nếu có mặt ở đây thì vô tặng quà cho cháu mình. Cái này giai ông nha, giai ông giai bà. Giai ông giai bà của cháu Khôi. À, nếu còn thì còn, tiếp tục còn. Gửi sao? Còn chút ơi. Vậy hả? Lâu lắm còn có 70 lần. Vậy hả? Bây giờ đi 4 người, 5 người vô 6 người luôn. 4 người, 6 người gì cũng được. Ai? À, ba. Rồi tặng chiếc nhẫn phải không? À, xin giới thiệu quý vị, đây là bà ba của cháu Khôi tặng cho cháu một chiếc nhẫn. Rồi, uống rượu đi, uống nguyên ly chứ đâu có uống nữa. Rồi, xin kính mời mấy bà. Giai cấp là bà vô 4 người đi, cho nó sớm tụ coi. Bên bển 2 người, bên đây 2 người. Rồi có bển người nữa. Rồi, vô đây. Rồi, mời rượu mấy bà đi con. Rồi, 4 người đi. Rồi, uống đi, mời rượu. Rồi, tuyệt vời. Rượu này cũng ngon mà.
xin kính mời anh chứ đừng có dòm qua ông đại diện hoài, nó chụp cái hình không đẹp đó. Rồi cảm ơn mấy bà, xin kính mời giai cấp là bà ông của cháu Khôi. Chạy vô luôn đi, để cho chụp cho má. Tôi đi qua bển, đi. Rồi, dòm dòm nó, dòm chụp hình. Dòm máy giùm con nè, dòm máy nè, 2, 3, tôi nè, tôi đó. Bây giờ nếu như ông bà còn thì chúng ta tiếp tục vào. Trước khi chuyển sang cái phần giai cấp bác chú cô cậu dì dưỡng đó, thì chắc có lẽ là hai con làm cái nhiệm vụ là dân cụ cho cha mẹ. Chuẩn bị hai dân cụ. Rồi mời hai bà về vị trí. Rồi bây giờ hai con sẽ làm lễ cha mẹ bên Khôi, được càng dễ trước. Hai bên nhà ta kết tình thông gia, anh và em từ nay sẽ là vợ chồng, tương lai mình sẽ có đứa con thơ ngoan nghiền. Từ nay anh nữa cày bừa dành dùm để lo hạnh phúc ta sau này. Hôm nay đám cưới của đôi mình rộn ràng vui bên ạ. Hai bên họ hàng đến chúc phúc cho mình thành đôi. Bà con lo sống đến mừng cho ngày vui của chúng ta, nhàn nhạc mang lên hát mừng cho ngày vui của đôi mình. 1, 2, 3, 4. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị là bác chú cô cậu dì dượng là của cháu Khôi đó, nếu có quà đến tặng cho cháu, xin kính mời quý vị khẩn trương bước vào trong. Giờ tặng cái gì nữa chú nói? Cha Thính mẹ Thanh tặng cho hai cháu một chỉ vàng 24. Kính thưa quý vị, cha Thính và mẹ Thanh của cháu Khôi tặng cho cháu một chỉ vàng 24. Mời cháu Thanh đeo cho cô dâu đi. Bên kia là hai người, bên đây hai người, cứ vô đi cho nó nhanh, vô liền luôn. Cô Út cho cháu một chỉ vàng. Cô Út Dương Út. Cô Tư Dựng Tư cũng tặng cho cháu một chỉ vàng. Bộ uống hết hả? Dạ quá chú. Bộ này mạnh lắm. Nãy tao nướng môi mà nó còn gắt cổ. Này câu tư vậy tư hả? Dạ. Cô Năm. Cái gì? Dạ một chỉ vàng. Dượng Năm tặng cho cháu một chỉ vàng. Tao uống nước rồi không hỏi. Rồi xin kính mời quý vị tiếp tục. Cậu Út mở Út. Rồi rồi vô, vô đi. Cái gì nó lên. Cậu Út mở Út tặng cho cháu một chỉ vàng. Mày hỗ trợ nó vô cái con. Cậu Tư mở Tư tặng cho cháu một chỉ vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi xin kính mời quý vị là cô bác của cháu Tấn Thôi đó, nếu mà bạn ở đây xin khẩn trương bước vào trong uống rượu cho cháu dâu đó trước mặt. Xin cúp luôn ly rượu này đây. Rồi nhận đây cái đó nha cháu ơi. Anh cô mẹ cũng tặng cho cháu một chiếc nhẫn. Rồi sau đó cũng có quà đồ của các cô chú có mặt ở đây. Rồi xin kính mời. Tiếp tục đi. Còn ai nữa không? Vô cho nó. Rồi cảm ơn các cô. Ở đây thì xin khẩn trương bước vào. Còn không thì xin hả? Còn gái con nữa nha. Chưa. Không thì xin trân trọng kính mời quý vị là anh chị em của cháu Khôi. Nếu có mặt ở đây muốn tặng quà cho anh mình em mình thì khẩn trương bước vào trong. À, đây là em Trâm của Khôi, tức là em út của Khôi đó, là tặng cho chị dâu cái chiếc gì đây? Bạn bè em út gì của Khôi nếu có mặt ở đây xin trân trọng kính mời. Có gì la lớn là nó biết nghe con. Cái mâm nữa mình để bạn của cô dâu cũng tặng cô dâu vàng mà không biết cái loại gì đây nè, thấy cũng đẹp. Kính thưa quý vị, cái phần tặng quà của ông bà cha mẹ phía họ nhà trai đến đây là chúng tôi xin tạm thời khép lại. Để tiếp theo cái phần lễ hôm nay thì đến phần giỡn mâm chầu. Thì kính thưa quý vị, đây là nghi lễ mà ngày xưa ông bà mình đã để tới bây giờ. Trong cái thủ tục mà giỡn mâm chầu theo như truyền thống thì ngày trước đó thì có sau 3 ngày cưới thì mới có giỡn mâm chầu. Nhưng mà trong cái điều kiện ngày nay thì những cô bác cũng thông cảm, do cái điều kiện công ăn việc làm rồi trong những cái thời gian nó cũng rất là quý hiếm. Cho nên do vậy đó thì họ nhà gái cũng thống nhất cho phép giỡn mâm chầu của ngày hôm nay. Thì trước nhất là tôi nhà gái. Thì phần giỡn mâm chầu thì cũng báo cáo quý vị thế này. Mình đặt mâm chầu lên cái ghế này. Miếng chầu, miếng cầu, ngày xưa chữ tình, chữ duyên, ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khăn khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắt son đôi duyên chầu cầu. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng chầu, miếng cầu, ngày xưa. Kính thưa quý vị, phần giỡn mâm chầu đã xong. Thì tôi xin phép thay mặt cho họ nhà trai xin công bố là kể từ giờ này là Tư Lợi
và hai Mẫn là chánh thức là Xu Gia, và cháu Tuấn Khôi cùng với Ngọc Trâm là chánh thức là chồng vợ, thì các con được phép kêu bên Tư Lợi là cha mẹ và kêu bên hai Mẫn là cha mẹ. Kính thưa quý vị, là cái phần nghi thức của họ nhà trai chỉ còn một phần nữa, đó là cái phần trình cái ngày lễ rước dâu. Thì cũng kính thưa quý đại biểu rồi quý vị là đại diện cho họ nhà gái, theo thỏa thuận giữa hai gia đình thì họ nhà trai sẽ rước dâu vào ngày 5 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 26 tháng chạp năm Quý Mão. Thì cái đội hình mà chúng tôi xuất phát thì khoảng gần 5 giờ, và đến địa điểm này đó thì cũng khoảng cỡ 5 giờ 15 phút. Và sau đó thì sẽ làm xong thủ tục rước dâu và về tổ chức cái lễ chính thức tại nhà họ nhà trai, đó là vào lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày. Cũng xin quý vị nhận cho. Xin hết. Kính thưa quý họ nhà gái, phần nghi lễ của họ nhà trai đến đây là hết. Xin thay mặt cho họ nhà trai, xin trân trọng cảm ơn quý họ nhà gái đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi thực hiện toàn bộ những cái nghi lễ này. Và trong quá trình tổ chức cái triển khai các nội dung lễ thì cũng không tránh khỏi những cái phần thiếu sót. Nếu có phần chi thì xin quý vị cũng thông cảm, để dành một thời gian quý báu nhất để chúc cho hai cháu nó trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả quý vị. Dạ, kính thưa quý ông, kính thưa quý bà cùng tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi lễ hôm nay, thì cũng như tôi cũng chân thành cảm ơn cái chỗ ông đại diện cho nhà gái. Mặc dù thời gian thì cũng có giới hạn, nhưng mà cũng ráng cố gắng làm đầy đủ thủ tục mà chủ gia ông truyền đã để lại. Thì hôm nay đã kính thưa tất cả quý vị cũng như quý ông quý bà, thì buổi lễ đã đến thành kết thúc. Thì cái cô dâu chú rể con cũng quay vô trong một cảnh sáng cái nhà trong bốn sáng rồi quay về. 1, 2, 3, 4. Rồi con quay ra con xá như hồi nãy. Bên phải 26, bên trái 26. Bên trái 26. Buổi lễ đã chính thức kết thúc cái chương trình buổi lễ hôm nay. Thì tôi cũng thay mặt cho họ nhà gái trân trọng kính mời quý ông quý bà cùng tất cả quý vị và các bạn có mặt trong buổi lễ hôm nay bước ra nhà đẹp để gia đình được bữa cơm gọi là bữa cơm hạnh phúc cùng với mọi người. Xin mời. Bao năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trọng, mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông 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 ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Xin được gửi quan tụng mừng toàn thể quý vị quan khách. Rất vui khi chúng ta đã có mặt đông đủ để tham dự buổi lễ phu quy của cô dâu Ngọc Trâm, sánh duyên cùng chú rể Tuấn Khôi ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép chị Đinh xin được thay mặt cho gia đình nữ chủ hôn xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị quan khách, lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Quý vị thân mến, gia đình là nơi bắt đầu của hạnh phúc và cũng là nơi mà tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc. Và chương trình chắc chắn rằng trong số tất cả quý vị đang ngồi trong tiệc ngày hôm nay thì ai ai cũng đều mong muốn sẽ tìm được một người bạn đời trăm năm, người sẽ cùng nhau nắm tay và đi qua những khó khăn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, hai nhân vật chính mà chúng ta luôn yêu mến không ai khác đó là cô dâu Ngọc Trâm và chú rể Tuấn Khôi. Họ đã cùng nhau biến niềm mong mỏi ấy trở thành hiện thực và chứng minh với tất cả mọi người đều thấy tình yêu là có thực và hôn nhân là kết quả của chuyện tình thật đẹp. Vâng, và không làm mất thời gian của quý vị, ngay bây giờ xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt về cổng chính và dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón đôi ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Cô dâu Ngọc Trâm và chú rể Tuấn Khôi sẽ cùng nhau tay trong tay tiến về lễ đài hạnh phúc. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón và chúc mừng. Đây là những bước đi đầu tiên mà cô dâu Ngọc Trâm. Kính thưa quý vị, đang hiện diện trên sân khấu ngay lúc này là những hình ảnh rạng ngời của hai nhân vật chính, cô dâu Ngọc Trâm và chú rể Tuấn Khôi. Và chứ nên chắc chắn rằng ngày hôm nay niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của đôi ương sẽ được nhân đôi hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa khi có sự xuất hiện
và chứng kiến của hai bên gia đình. Đó là những bậc làm cha, làm mẹ, nguyên đã dành cả cuộc đời để cô dâu và chú rể có được những giây phút tuyệt vời như ngày hôm nay. Về phía đại diện nữ chủ hôn, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Dương Tấn Lợi và bà Huỳnh Thị Thanh là song thân của cô dâu sẽ cùng nhau tiến về sân khấu. Chúc mừng! Về phía đại diện nam chủ hôn xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Mẫn và bà Nguyễn Thanh Nhàn là song thân của chú rể sẽ cùng nhau tiến về sân khấu. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón và chúc mừng cho đại diện nam chủ hôn của chúng tôi. Và chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi chào đón thưa quý vị quan khách đã đến chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Ngọc Trâm và chú rể Tuấn Khôi ngày hôm nay. Và sự hiện diện của tất cả quý vị đã nhân đôi lên niềm vui và niềm hạnh phúc của gia đình. Và không biết nói gì hơn thì gia đình của chúng tôi cũng xin được gửi lời chào cúi đầu cũng như là gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Quý vị thân mến, với trái tim nồng ấm và lòng yêu thương vô bờ bến của những đấng sinh thành, họ là những người luôn hy sinh thầm lặng và dành những điều tốt đẹp nhất để cô dâu và chú rể có được sự trưởng thành như ngày hôm nay. Và để đáp lại tấm tình đó, ngay bây giờ xin mời đôi ngương chúng ta sẽ cùng nhau dâng lên cho cha mẹ những ly rượu tình, rượu hiếu để tỏ lòng biết ơn sinh thành và dưỡng dục. Xin mời hai bạn. Nói niềm vui chào dân ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mắt là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ cùng đời con. Quý vị ơi, và chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta còn trong khán phòng ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau nâng ly của mình lên và uống thật cạn để chúc mừng thông gia hội chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Quý vị ơi, chúng ta cùng nhau nâng ly lên nào. 1, 2, 3. Các bà con ơi, và để cho tình cảm thông gia được gần nhau hơn, ngay bây giờ xin mời đại diện hai bên trên gia đình chúng ta sẽ cùng bắt tay thân mật. Rồi, dạ, kính thưa con này nha. 2, 3. Thưa quý vị, khi cô dâu và chú rể chúng ta sẽ nắm lại sân khấu, xin mời. Thưa quý vị, đang hiện diện trên sân khấu như lúc này biến đến khắp tâm yêu thương để cùng nhau chia sẻ những yêu thương, những ngọt ngào như ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời ạ. Một tình yêu thật trọn vẹn, thật hạnh phúc. Lý trường trăm văn cùng tiến đến khắp rượu yêu thương để thực hiện nghi thức khai rượu. Sẽ cùng nhau nắm tay và vượt qua và xúc động sinh thôi, đang khơi nguồn yêu thương từ khắp rượu trong ban tình yêu, và xin chúc cho họ sẽ tình thắm yên lòng và trăm năm hạnh phúc. Rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh. Một lần nữa xin mời hai bạn sẽ trở về mặt để chờ đón và thực hiện khách quý. Xin mời ạ.
chú rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Chỉ cần ấm em